Nó có lúc buổi sáng của mình lại ra phải rồng nữa thì thôi. Hình như không đâu, nó đẻ cầm mềm mà đúc. Bên đấy đang con gà chết kết rồi là nó đi đẻ. Bên đấy hình như đang không có con nào ấy. Không có con nào đẻ. Cầm con sáo của mày sang bên đấy thả bên đấy, cầm đấy cầm này cầm con này mà về thả nó sang đấy cho nó nhanh béo. Rốt đâu béo đâu, thả ăn nó mới béo. Là tao cứ thả nó ăn mấy béo rồi nó vẫn đông bút đây. Ra nó thấy là pạp rồi rồi đó. Xem nó được không hay là thôi không đánh. Nhà Thiến là phải đánh phải một lúc rồi đấy, chạy ngay rồi cứ... như cái con mơ ở ngoài nhà ra bắt con mơ ngoài nhà An ấy, lúc nào mình ra bắt con gà mơ đấy về thịt chưa không biết chưa bắt con gà mơ về con gà mơ đấy là con gà hay. Chân mới hay con gà đấy lối là mày đổi mà hả? Ừ lối đổi đâu tao cầm tao vứt tao mới gửi mà lối hay dã man luôn. Núi nó cưa vắt thai mang một hôm nó đâm một phát thì đẻ con gà kia khuỵu xuống ấy. Mỗi tội con đấy nó chậm mỏ, đúc cái con nào nhanh mỏ thì được. Hơi chậm mỏ. Núi thì hay chậm mỏ. Cưa xong ra đánh chứ nó không cưa tìm đánh. Gà núi. Thế gì giờ này mình đã tiến làm gì vội.